con tôm này xíu tặng cho chú Khoa về nấu cháo cho mấy đứa nhỏ. Trời, cảm ơn anh. Giờ thử rồi. Biết đâu đấy. Ủa cái gì đấy? Lấy hàng. Hàng đúng không? Đừng ơi. Hàng lấy nha em ơi. Đây rồi, ui. Ôi lớn à. Con này to đấy anh em ơi. Cần câu này, cần ở đâu cần này. Ui, chú Phong ơi. Nó vừa mổ phát. Không biết nó còn ăn không. Hy vọng là nó vẫn còn quay quay. Ngoài kia có cái thuyền đánh cá nó đang kêu vạch vạch vạch. Chắc đang đuổi cá. Nó vừa đè đầu cần nó phát tôi nới cước ra mà. Không thấy nó đè tiếp. Cái tình hình nào. Khả năng mất mối chứ. Đấy mà con cá hành rồi. Cá hành ăn rồi. Thôi ơi. Con nhìn này. Cày thế nhở. Vừa diêu lại thôi à. Rất khó chịu. Vừa tuột mất con tôm. Anh em ngồi rình từ tối giờ chưa ăn thua. Vừa trượt một con tôm đúng chỗ đấy luôn. Hôm nay anh em chủ đi săn cá nào tôm lại mổ nhỉ. Chín luôn à. Đấy rồi. Ui ơi. Ui con này ăn nhẹ nhàng đấy. Anh em tưởng là rác chủ quan ạ. Ai ngờ tôm. Hay quá. Vừa ăn luôn này. Ui. Trứng luôn này. Tôm càng xanh các bác ơi. Con này con mái sao ấy. Mái. Vừa mới ra ăn tiền luôn đấy em ạ. Phải lâu lắm rồi. Từ hôm qua. Đây quá. Ngon lành thế chưa. Bấm máy còn tưởng là mắc rác mà. Vẫn mắc nguyên này. Xời. Các bác xem đây để quay cận cảnh. Quay cận cận một tí. Tôm này đây. Khổ quay. Đấy. Xời múa cái gì. Múa à. Gặp bọn anh này. Xời ơi quá. Không đem rõ cơ mà. Em có cái dầu sô đỏ đúng đây, không? Đây em có cái sô đỏ sao. Em có sách không nhỉ. Có sao. Trời ơi các bác ơi ngon lành chưa. Ôi giời con hàng này. Anh em tôi rình chỗ này 2-3 đêm nay rồi. Đấy. Rồi gỡ bây giờ rồi. Au. Nó cắn. Nó cắn. Cắn này. Rồi. Chính 2C1 báo tôm. Tôm luôn. Vào. Em này, một em tôm mái. Nó cặp ở đâu ấy. Đây. Con này chắc được hơn lạng rồi nhỉ. Ừ. Đấy, tôm này ở ngoài chợ bán là 60.000 lạng. Khoảng đấy. Tôm thiên nhiên, đẹp luôn. Trời ơi. Rình mò đây mấy đêm. Ui nó cắp vào đây. Nhìn con tôm thiên nhiên này nó khác bọt thật. Mà lúc đấy, lúc anh nhấc lên làm gì có thấy gì đúng không? Ừ. Nó vừa ăn luôn đấy. Ấy là ăn gì dở đây nó cầm cái cần nó cầm lưỡi lại. Bà lấy con cá. Đây mắc cái mồi rồi.
Đấy. Mùi này rất là nhạy. Sự hành trình bắt con trống. Còn một con trống nữa ở dưới. Sướng quá, hôm nay không móm rồi nha. Mấy hôm anh em dình chỗ này. Bây giờ tiếp tục dình tiếp thôi nhá. Cái máy quay kia nó góc nó hơi hẹp ấy. Quay nó hơi khó xem, tôi chuyển cái máy quay này để quay cho các bác xem dễ. Lúc nãy cái pha đấy bị hai anh em bị động quá, không thì cũng quay được cái đoạn mà từ khi nó cắn. Ui khỏe thế. Vừa dưới cúi rồi. Đứng. Bẫy càng. Vừa dưới sông lên nó khỏe thế. Thấy không? Cho nó ra ngoài để cho nó lổm nhổm quay phim nó đẹp. Ê. Càng không ấy này. Đấy, con này là con tôm cái quá. Bỏ ra. Bỏ ra để tao quay mày với chủ nhân của mày ngày hôm nay à. Đây à. Không ơi. Cầm con tôm quay cái kỷ niệm. Con hàng này là một trong những con hàng gọi là bé thôi. Bé nhất anh nhỉ. Chứ không phải là hàng to đâu. Ở nhà có mấy con to lắm. Ấy. Trời. Dù sao thì anh em mình cũng dình bắt được nó hôm trước, nó ăn hụt hôm qua, ăn hụt. Bé xinh xinh. Mà tôm cái này là ngon rồi anh ạ. Nhỉ. Con tôm cái này. Về là đỉnh rồi. Cố gắng hôm nay bắt nốt con đường đực lên. À thật. Anh quay cái lưng nó ra đây xem nào. Con tôm này xíu tặng cho chú Khoa về nấu cháo cho mấy đứa nhỏ. Trời, cảm ơn anh. Tôi dình mãi không được, hôm nay anh Phong bắt được tặng đôi luôn này. Này nó kẹp đây. Kẹp đau lắm này. Vậy không ra nha. Hôm trước vừa ra nhà anh Phong quay cái bể tôm nhà anh ấy, toàn con to thôi, thì con này thuộc cái loại size nó gọi là tầm trung thôi. Còn mấy con khủng kia thì là đó là tôm đực to. Đấy, thành tích của anh Phong này vừa ra được nửa tiếng chứ mấy anh nhỉ? Được nửa tiếng chưa? 15 phút rồi nhỉ? Mới đây là ăn mới ra mà. Đấy, mai tôi có quà luôn này bác này. Mai hai đứa kia được ăn tôm rồi. Đấy. Cảm ơn bác luôn. Sợi. Đây mình sẽ thả vào trong cái bể này. Trong cái thùng này. Sục luôn nha, có sục luôn, tươi giói luôn. Bên này là mồi. Tiếp tục anh em ngồi đợi tiếp xem là có bé nào vào nữa không. Đang có một chiến sĩ nào đấy mổ cần kia. Anh ấy để cái đèn ở chỗ đấy sao. Đây, cần ngoài cùng ấy. Đang cá rồi. Khả năng cao là cá. Trò đi câu này là anh em ngồi đoán đấy nhỉ. Đoán đối thủ ở dưới là cái gì. Kịch tính phết đấy. Đấy, vẫn đang ăn. Vẫn đang nhấp. Bây giờ nó mà đi đâu cần phát là hàng ngay. Nó phải đè cong đầu cần đấy cơ. Chưa thấy gì. Thôi, không thấy nữa. Mổ nữa. Giờ thử cho nói. Biết đâu đấy. Ủa cái gì đấy? Lấy hàng. Hàng đúng không? Đừng ơi. Hàng đấy anh em ơi. Đây rồi. Ui. Con này to đấy anh em ơi. Cần câu này. Cần đầu cần này. Ui. Chú bóng ơi. Đừng quay xuống nước. Bỏ dở đi luôn. Cầu lên anh em. Ui. Đấy rồi. Hàng khủng rồi đây. Ui. Đỉnh mãi rồi.
nó tay bằng bắp tay. Ui dồi ui, các bác ơi, con đực đây rồi. Chú ơi, chú mau, chú mau. Hả? Đây là hai con nữa. Hả? Hai con, một đôi. Một đôi. Rồi đúng rồi. Đâu, một đôi. Đâu con ở đâu? Đây đây đây, chỗ này đang sống đây. Con ra bỏ cái thùng cho chiêu chiêu vậy. Bữa nay nó là không đem thùng. Anh em ơi, sao cái sô đỏ con khoa đâu? Hôm nay con có mang ở đâu? Không mang được, có hàng thôi ạ. Bảo tồn tiếp cho anh em nha. Ui. Đóng là ra đây. Con này còn đóng này. Ui. Đã tí nhờ. Mà sao con này còn nhỏ xíu vậy? Trời ơi. Ủa chứ cần khoa nãy giờ không khoa. Chưa thì luôn. Ăn hết cái này luôn mà. Sạt cá, sạt thủ, sạt tôm. Trời ơi. Cái lưỡi đâu? Trời ơi, quay. Càng nó như thế này mà. Cái gãi còn là đầu đó, đụng về là bỏ hồ không được. Ui, con trống á. Con này bỏ hồ thì thôi. Bên dưới mà không có cái con nào đốt hết. Con này bỏ hồ thì hết lút luôn đấy nhỉ. Ừ. Đứng lên, đứng lên đó. Đấy, nằm đấy. Thế các bạn. Trời ơi. Anh cho em mượn cái đèn này, quay nó phát. Để đây. Trời ơi. Cầm phát nó xem nó như nào. Liệu nó cắp không anh? Kẹp đó chứ. Cầm này. Cầm lưng này được đúng không? Ôi nó đang kẹp kẹp cá. Kẹp cá luôn à? Bằng cổ tay luôn. Dình mãi luôn được không? Tôm phải hay. Hàng của xoa phòng ta. Ừ. Nó nằm hết ngoài xa rồi chú ạ. À, để to nằm đưa cẳng nó ngủ luôn chứ cũng ở trong bờ cho này nó. Ui người nó vẩy nó đóng những cái gì đây, đóng hà đấy, đóng hà người luôn này. Ừ. Chứng tỏ con này nó ở lâu rồi, ở đây quá lâu rồi. Trời ơi con này béo nhỉ anh nhở. Ừ. Nó béo hơn cái con trước của chú đúng không? Con này nhỏ hơn, nhỏ hơn nhưng mà nhỏ nhỏ hơn, nhưng mà kiểu con kia nó người nó bây mạnh giờ, hơn. Dạ, con này dạ, béo này, con này kiểu nhìn như kiểu người con cái ấy nhở. Không, con mập mập ấy. Vâng, nhưng mà con này con đực, con cái bắt vừa bắt lên trước. Con hôi con này bắt một đôi luôn ạ. Kìa coi nó kẹp cá kìa, cũng quay qua kẹp cái cá đấy. Vui ghê. Đây nó kẹp con cá quá. Vô cái xô mà nó còn dí nó bắt cái nó kẹp. Trời ơi mày làm sao nhở. Ơ lúc nãy nó có đi không anh? Nó nó mới hơi hơi được không? Ăn nó kiểu đấy đúng không? Thế là một đôi. Không được đây, con cái đây. Đấy. Con cái bé xíu mà. Bé xíu à? Đây. Lạng chút. Nước không chảy cái hồng nó không chụp nha. Ngon thật đấy. Có hồng xíu nó súng kìa. Quả này quay được hết anh ạ. Quả quay hết từ lúc nó mổ luôn mà. Quả thấy mổ phát quay luôn. Đó tắt đây để chú. Ok ok. Có hàng quay tiếp cho coi nhá. Rồi đã tất đấy. Đây con cái đây. Có bé xíu mà có trứng không trứng kìa. Có trứng, có trứng đấy. Ấy. Phấn khởi quá này. Sát thủ của chúng tôi ngày hôm nay. Người hùng. Quá cảm giác. Quá cảm giác luôn. Rồi sẽ phải lấy cái thùng xốp này coi. Để con tôm ra quay cho nó rõ, dễ quay. Đấy, thành tích hôm nay đây. Hai em. Đây là một cặp vợ chồng nhà tôm ở dưới cái sông Thu Bồn. Bế lên hết luôn, sợ. Hai cái là mình bó rồi, mình sống còn á, mình xíu mình đánh được con cống ha. Đấy,